ồn ào nợ nần của Thùy Tiên đã lên đỉnh điểm, Đặng Thùy Trang tuyên bố sẽ khiến Thùy Tiên phải công khai xin lỗi. Sau khi bị Thùy Tiên chỉ đích danh trên mạng xã hội liên quan vụ kiện tụng nợ nần, Đặng Thùy Trang đã đưa ra phản hồi. Vào tối mùng 3 tháng 11, Hoa hậu 24 tuổi có bài đăng dài trên mạng xã hội chỉ đích danh Đặng Thùy Trang chơi xấu mình. Cụ thể cô viết như sau. Ở tuổi 18 đến 19, trước những người bước đến cuộc đời mình, Tiên luôn nghĩ họ sẽ luôn dành sự thương yêu và lòng tốt đối với mình. Bởi vì vậy mà Tiên đã không lo nghĩ bất kỳ điều gì. Tiên đã đặt bút ký bằng với tất cả niềm tin. Tiên bị hại nhưng Tiên vẫn không hề hay biết ở thời điểm đó. Hợp đồng dù đã ký nhưng Tiên xin khẳng định rằng Tiên chưa từng nhận bất kỳ một đồng nào và cũng không hề nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào như lời bà Đặng Thùy Trang đã hứa. Vào đầu này, Tiên không hề lên tiếng, không phải vì Tiên làm sai mà vì Tiên đang chấp nhận và đối mặt cho việc đặt lòng tin sai chỗ. Tiên cũng đã đưa đơn kiện những người vu khống mình lên tòa án và sẵn sàng để giải quyết vụ việc đến cùng. Tiên làm điều này hôm nay không phải vì tiền bồi thường, cũng không phải chỉ vì mỗi bản thân mình, mà Tiên làm vì để đứng lên đấu tranh công lý cho những cô gái trẻ cũng đã từng hoặc sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như mình. Trên tinh thần thượng tôn pháp luật, Tiên hy vọng tất cả khán giả sẽ ủng hộ và chờ đợi kết quả của tòa án. Miss Grand International 2021 chia sẻ, sau những phát ngôn của Thùy Tiên, các phóng viên đã liên hệ Đặng Thùy Trang để lắng nghe phản hồi. Một lần nữa khẳng định đã trao tiền, chị gái Đặng Thu Thảo nhấn mạnh có đầy đủ chứng cứ cho điều này, thậm chí còn nắm rõ Thùy Tiên có kế hoạch dùng số tiền ra sao. Đặng Thùy Trang cảm thấy khó chịu khi Thùy Tiên nói chưa nhận được bất kỳ một đồng nào. Cô có tin nhắn người đẹp xác nhận sẽ trả tiền, và tin nhắn này hợp lệ về việc Thùy Tiên nói sẽ đấu tranh cho công lý, không chỉ vì bản thân mà còn những cô gái đã từng hoặc sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như mình. Đặng Thùy Trang tỏ ra khó hiểu, cụ thể cô biết đòi công lý là đòi cái gì. Bao lâu nay dựa vào điều đó để nói nhưng không có bằng chứng, tôi là tội phạm hay sao mà cô ấy phải đòi công lý? Nếu tôi lừa đảo ai khác thì họ đã đứng lên, hợp tác với Thùy Tiên tố cáo tôi rồi, những điều cô ấy nói không đúng, Đặng Thùy Trang cho hay. Chị gái Đặng Thu Thảo chia sẻ, kể từ lúc Thùy Tiên đăng bài, cô bị rất nhiều fans của người đẹp tấn công, gia đình và con cái cô cũng phải hứng chịu những lời không hay. Thùy Trang cũng cho biết, hiện tại tòa đã thụ lý đơn kiện Hoa hậu Thùy Tiên của cô và đang đợi những thông báo tiếp theo từ tòa. Chưa dám khẳng định chắc chắn sẽ thắng kiện Thùy Tiên ở thời điểm hiện tại, song Thùy Trang cho biết có đủ cơ sở để khởi kiện, tin vào những gì mình có và có thể chứng minh được những gì Thùy Tiên không chứng minh được. Tôi sẽ khiến Thùy Tiên phải công khai xin lỗi, chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo nói với chúng tôi. Đặng Thùy Trang và Thùy Tiên vốn có ồn ào nợ nần dai dẳng, bắt đầu rộ lên từ tháng 5 năm 2019. Lúc đó, Thùy Trang tố Thùy Tiên nợ 1,5 tỷ đồng, khoản vay để thi Hoa khôi Nam Bộ 2017, nhưng trốn tránh không trả, né giải nợ. Về phía mình, Thùy Tiên cho biết đã ký vào văn bản vay nợ nhưng chưa từng nhận được số tiền này. Người đẹp cho rằng mình đã thiếu hiểu biết và mất cảnh giác khi ký vào tờ giấy đó. Sau khi làm việc với luật sư, Thùy Tiên trình báo sự việc lên công an. Cô bày tỏ nghi ngờ Thùy Trang nằm trong một đường dây chuyên dụ dỗ, gạ gẫm các thí sinh thi Hoa hậu có tiềm năng để họ ký vào hợp đồng vay nợ. Tuy nhiên, Thùy Trang lại tố ngược, cho biết người đẹp đã nhận đủ số tiền 1,5 tỷ đồng. Khi ấy Thùy Tiên trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, đã 19 đến 20 tuổi và có nhận thức về pháp luật. Nếu không cầm tiền thì đã không ký và điểm chỉ tay vào giấy tờ. Theo Thùy Trang, ngoài việc đưa ra các thông tin không chính xác về việc vay nợ trên báo, Thùy Tiên còn đưa ra những thông tin mang tính chất bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cô trên báo chí. Cụ thể, Thùy Tiên đã tố giác Thùy Trang cưỡng đoạt tài sản khi lừa ký giấy nợ khống rồi đe dọa để đòi nợ. Tuy nhiên, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định không có cơ sở xác định về tội phạm nên đã không khởi tố vụ án hình sự. Sau vài năm dùng dằng, ngày 24 tháng 10 năm 2022, phía chị gái Đặng Thu Thảo đưa tin đã thực hiện những hành động pháp lý để khởi kiện Thùy Tiên. Theo đó, Thùy Trang đã đâm đơn kiện Thùy Tiên tại Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cô cho rằng, phán quyết của tòa sẽ là câu trả lời thỏa đáng cho dư luận về ồn ào thời gian qua của mình và Hoa hậu. Ngày 3 tháng 11, Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp xác nhận với Tuổi Trẻ, đơn vị đã thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Phía Thùy Trang yêu cầu tòa án buộc Thùy Tiên trả 1,5 tỷ đồng tiền nợ, bồi thường thiệt hại 932 triệu đồng, tổng cộng là 2,4 tỷ đồng và buộc Thùy Tiên phải cải chính thông tin, đăng thông báo xin lỗi công khai trên ba trang báo. Bạn nghĩ thế nào về sự việc này? Hãy để lại bình luận bên dưới video nhé.